các quý vị, bây giờ thì ngay sau đây chúng tôi sẽ được tiếp tục lần xổ số ở vòng thứ hai. Và tôi sẽ công bố cơ cấu giải thưởng ở vòng thứ hai này sau. Chúng ta có giải khuyến khích, mỗi giải 10 hộp Spark Memorine và 3 hộp New Hem. Và chúng ta có 10 giải thưởng, mỗi giải trị giá 1 chỉ vàng SJC. Và giải 3 của chúng ta gồm 4 giải, mỗi giải trị giá 3 chỉ vàng SJC. 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 1 lượng vàng SJC. Và giải nhất, một giải duy nhất trị giá 3 lượng vàng SJC. Và giải đặc biệt trị giá 6 lượng vàng SJC. Kính thưa quý khách, vòng 2 chúng ta có 1.860 vé.
Kính thưa
Thánh, người điều bàn của chúng ta. Cũng vào đó những tình cảm và những điều mà tốt đẹp nhất đến với chúng ta, thay cho lời chúc đến toàn thể quý vị. Một trọng tài để xin chúc mừng một lần nữa sinh nhật của những thành viên đã có mặt trên sân khấu đêm nay. Yeah!
con cái cỏ này nó mau mọc nha, nó tưới chứ em tưới. Thank you.
Nhà trang nhiều không nhỉ? Nhà trang có mấy lượt nhỉ? Nhưng mà